Bắt chước TikToker gỡ lên, chàng trai bày luôn con mắt khiến cộng đồng mạng khiếp sợ. Sau khi xem được clip gỡ lên vô cùng đơn giản trên TikTok, người đàn ông này rất hứng thú và cũng muốn được trải nghiệm. Cụ thể trong clip, người phụ nữ chỉ cần banh con mắt ra, nhìn về hướng khác và chớp mắt một cái là đã có thể tháo len một cách an toàn. Mọi thứ chỉ trong một nốt nhạc. Tuy nhiên, đến lượt nam TikToker thì kết quả lại vô cùng lạnh người. Mọi thao tác vẫn y hệt, nhưng khi vừa banh mắt ra thì nhãn cầu của anh đã bị rớt hẳn ra ngoài. Thế nhưng, lúc này trông người đàn ông lại chẳng có vẻ gì là đau đớn. Anh vẫn bình thường, mặc cho nhãn cầu đã rớt ra khỏi mắt mình từ lúc nào. Đoạn video này đã khiến không ít cư dân mạng phải bàng hoàng. Không ai có thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những hình ảnh kinh dị kia. Hú hồn thiên địa ơi, giật cả mình luôn. Sợ bay hồn vía luôn á trời, có thật không vậy? Sao nhìn ổng tỉnh bơ vậy? Cũng không thấy máu me gì luôn là sao? Nhìn mà đau mắt online luôn á trời. Tuy nhiên, nhiều người đã nhận ra đây chỉ là một con mắt giả. Chàng trai có thể đã gặp tai nạn nào đó và mất đi một bên mắt của mình. Cái này trông giống mắt giả hơn thì phải. Thấy con mắt cứ đơ đơ, chắc là mắt giả thôi. Chứ mắt thật mà rớt cỡ đó, chắc tao xỉu không kịp hét luôn quá. Biết là mắt giả, nhưng mà nhìn vẫn cứ ghê ghê thế nào á. Bạn nghĩ sao về đoạn video này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.